Ở đây làng hoa Sa Đéc Tết 2021. Đẹp quá đi. À, mê đắm luôn. Một màu đỏ rực, đằng kia là màu vàng. Oh man. Chào chú. Wow, tưới hoa đã ghê. Mà tưới mạnh vậy cái nó có hư hoa không chú? Không hả? Wow. Ở đâu đi anh? Còn ở Sài Gòn á. À, đẹp quá. Dạ dạ dạ, để con đi ra. Quay được cảnh này đẹp quá trời luôn. Đây làng hoa Sa Đéc vào xuân. Đang tỉa cành, chuẩn bị một mùa hoa Tết. Và thực tế là đã phải bán rồi ha, chuẩn bị gì nữa. Này là tỉa là ấy rồi. Dạ. Yeah. Mấy cái cù rồi. À. Đẹp quá. Rồi, cảm ơn anh nha. Dạ. Yeah. Hey, hoa hồng màu cam vàng chứ ha. Đẹp ơi là đẹp luôn các bạn. Trong làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Mùa Tết 2021 dành cho những ai thích hoa hồng màu vàng. Rồi, chào các bạn. Hiện tại là khoảng hơn 3 giờ chiều ngày 2 tháng 2 năm 2021 và mình đang đứng trên tầng 1 của khách sạn Hoàng Kim ở gần trung tâm của thành phố Sa Đéc ha. Đối diện là Vinmart. Thì chiều hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tham quan khu du lịch làng hoa Sa Đéc và cũng thăm luôn làng hoa nữa. Rồi, chúng ta đi thôi. Ở đây các bạn, đằng kia chính là cầu Sa Đéc, đây là đường hoa Sa Đéc và làng hoa Sa Đéc. Ánh sáng ngược chiều nha. Hơi khó nhìn chút xíu. Đó. Cổng chào làng hoa Sa Đéc. Ngay cổng chào các bạn. Ở đây thấy trồng bông băng xê nè, cúc nè. Rồi, vô để tham quan chút xíu coi. À, một số loại hoa. À, có hoa màu cam này khá là lạ. Đây. Có cúc băng sao nữa. Sao băng trên lộn. Đây có một số loại hoa hồng. Wow, có hồng vàng nữa kìa. Đẹp chưa? Vàng và cam. Rồi, lên đây. Hoa hồng. Có một số người họ đặt hoa rồi. Đó. Đi ra phía sau ha. Rồi, đang tưới cây. Để sao. Anh xin phép chụp hình quay phim chút xíu ha. Cả đêm đi tưới cây. Hoa hồng màu cam đẹp. Hồng cam đẹp các bạn. Cái cây này không biết là hoa gì. Tiếp luôn. Một số cây mai chiếu thủy. Rồi.
Wow, ở đây trồng hoa hồng đẹp quá. Quá là đẹp. Ở đây mình có bán lẻ không hay là mình bán cho thương lái em? À, bán lái bán lẻ luôn. À, mua nhiều tính giá rẻ đúng không? Đây, một số loại hoa 10 giờ các bạn. Ừ. 10 giờ này hơi lạ xíu nè. Đó, thấy không? Ừ. Oh. Trồng quá trời trồng. Vườn hoa Sa Đéc. Làng hoa. Đây. Cây này có loại lá tím tím. Rồi. Tiếp tục luôn. Ồ, đằng sau nữa. Rồi. Ngoài sau có em Kiki. Ừ. Không rõ là hiện tại làng hoa Sa Đéc có bao nhiêu gọi là hộ trồng hoa. Kiki, tao dễ thương quá mà mày sủa mày. Kiki, Kiki, Kiki. Đây, Kiki, Kiki. Nhiều quá à, tụi bay. Đâu mà từ 6-7 con. Rồi. Oh. Chào anh. Đi chào em chứ. Bé còn nhỏ. Ồ, đây hoa hồng này có cái màu nó vừa đỏ mà vừa hồng hồng, tím tím hả? À. Lặt lá ha. À. Tôi gặp khách nó mừng quá nó sủa. Dữ quá trời. Đi thăm vườn hoa mà mày xoay sủa dữ vậy bay. À, à. Cái này mày có chở lên Sài Gòn bán không anh? Bán tại chỗ đây. À vậy hả? À, thương lái họ đến họ lấy hả? Đẹp quá. Cái vườn hồng ở kia nè, cái cây. Ừ. Đây là một nhà vườn đó các bạn nha. Đó. Sa Đéc những mùa hoa. Ồ. Khu này trồng hồng nhiều. Đây, có một bông kế bên. Đây, tiếp tục luôn. Đây là mới là cái cổng chào đó các bạn. Đó, đi ngắm hoa vô mấy chỗ này nè, vô nhà vườn nó vui. Rồi, chúng ta tiếp tục đi nha. Ủa, sao mày phải xịt cỏ dại dưới nữa hả? Nhưng mà thấy là trồng hoa mà trồng trên mấy cái vàng mà. Trồng vàng mà, này cỏ mà mình phải xịt chết chết cho đẹp. À, vậy hả? Để nó cỏ xong rất một. À, dạ. Thường là làm vườn làm buổi sáng và buổi chiều tối đúng không chị? Ờ, làm sáng tới 4-5 giờ mình nghỉ. Ờ, à, làm từ sáng tới 4-5 giờ chiều luôn hả? Wow. Qua cây cầu các bạn. Đó, chính thức vào làng hoa Sa Đéc nha. Đâu đâu cũng thấy hoa. Bên kia bán cơm gà xoái mỡ Mỹ Dung. Đấy, chúng ta cùng đi tham quan. Bên phía tay phải này cực kỳ đẹp luôn. Đây. Đến thăm làng hoa vào buổi sáng ha, hoặc là buổi chiều. À, đi vô thăm mấy cô này một cái đã. Đẹp quá. Cho phép em chụp hình quay phim ha.
Ê, hoa hồng màu hồng các bạn, đẹp quá. À, wow, cúc kìa, bạn thọ, đẹp gì đâu á. Này, đi bộ vô chút xíu. Này, cúc. À, kế bên cúc là hoa dâm mục, mà thấy cây thôi, không có thấy hoa. Cây sống đời đằng kia. Đó. Wow, đẹp quá. Trồng hoa bán vải. À, rồi chúng ta tiếp tục đi. Đi qua cái nơi mà mình nói là đẹp đó các bạn. Mình thấy qua con mắt của mình thôi nha. Đây, làng hoa Sa Đéc. Đây, bên đây đẹp nè các bạn. Quẹo trái. Vô. Chưa, chỗ này chưa phải nha. Đây, quẹo trái vô. Vô đây, vô đây, vô đây. Trời ơi, nhìn nó. Biết các bạn thấy chưa nữa. Đó. Đây, Vương quốc hoa Sa Đéc. Hiki. Rồi, không biết cái cây này là cây gì luôn á. Ôi, đẹp chưa. Một màu đỏ rực các bạn. Qua tới bên kia là màu của hoa vạn thọ. Và màu xanh nữa. Có con chó này ngồi đây, nó ngồi nó canh. Mà không thấy nó sủa. Mà nó không sủa mới là nguy hiểm. Biết cây gì đây. Đây, quay khung cảnh nè, các bạn thấy rõ không? Wow, đẹp quá. Cái loại hoa này, loại cây kiển này mình chưa thấy ở Cần Thơ, ở Vĩnh Long và ở Châu Đốc hang. Ơi, đi tiếp các bạn. Xe cúc kích đằng kia và có người đang tưới hoa. Nhà trưng bày hoa, hoa kiển hai cao. À. Oh man. Đẹp thiệt luôn ấy. Rồi, tiếp tục. À, cái màu xanh này đây là cây bông trang. Các bạn nha. Đó. Bông trang đỏ. Có chỗ bông rồi. Còn cái màu xanh bên đây. Cái cây này không biết là cây gì. Không thấy cái hoa. Này, quay cận cảnh cái lá các bạn xem. Hoa gì đi. Rồi, dịch chuyển lên. Lá sẽ đi qua bên kia. Thực sự thì thích những cái nhà vườn thế này nè. Chào chị. Hoa đẹp quá. Đây. Vườn hoa. Đây, hoa vạn thọ. À, từng luống, từng luống. Đúng là nói về hoa là cũng phải tới Sa Đéc ha. Mùa Tết. Những bông hoa mới vừa được tưới nước các bạn. Đẹp ơi là đẹp luôn vậy đó. 3:30 chiều. Đây, mình quay cận cảnh nè. Không biết mấy bạn có thấy giọt nước không? Đó, ngay chỗ này nè. Không phải là xương động cành lá mà là nước. Đẹp chưa? Từng giọt nước chậm chậm. Đẹp quá trời đẹp luôn. Tiếp tục đi, không biết chỗ kia có hướng ra không? Hình như có.
cảnh tưới hoa hay không, mặt trang. 250 cây. Thôi chúng ta đi tiếp. Qua đây, qua đây. Tiếp tục qua đây tới hoa giấy, hoa cúc ven đường luôn hen. Cho xe nó qua đã. Đây. Wow, bên kia đẹp quá trời đẹp. Rồi, hoa giấy gọi là năm màu hả? Màu đỏ, màu hồng, hồng nhạt, màu cam. Nguyên cả con đường. Thấy không? Mỏi tay quá. Suốt luôn. Chúng ta đi tiếp nha. Di chuyển liên tục. Dạo này mình quay theo kiểu gọi là vừa đi vừa quay các bạn. Không biết các bạn cảm nhận thế nào nữa. Đấy. Có xe. Hoa kèn vàng. Rồi, có được mấy bông. Rồi, nhìn qua bên kia. Đấy. Ở bên trong là khu du lịch các bạn ơi. Lát nữa vô trọng ha. Thôi đi. Lúc bị mờ. Wow, hôm nay có cái cầu đi vô kìa. Tự nhiên. Cứ vô. Có cây cầu, có cây cầu, cây cầu. Người trồng hoa mà họ thấy mình thử lãm hoa họ mừng. Xài, dùng từ vui chứ. Lái họ dặn hết rồi. Họ mua hết rồi. Rực vàng luôn á. Trời ơi, nó đẹp gì đâu á. Nó có loại cúc sao băng đó chị. Nó nhỏ 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 đẹp lắm. Không biết đây có không. Chống sinh bùng nhiều quá. Đúng rồi. Đúng không? Đi như vậy mới thấy Tết nè. Đó cúc sao băng kìa. Đó. Thấy mang về bữa mang chậu về trồng được. Đang đi nè, nhìn lát nhảy xuống sình luôn. Wow, cái hoa này đẹp quá. Đó. Kế bên các bạn. Trời ơi. Nó lạ lạ làm sao á. Nó vừa có màu trắng, vừa có màu đỏ trong một cái hoa. Đây, bạn thấy không? Trời chiều rồi ha. Đó, đằng kia. Đằng kia là khu du lịch. Mà thiệt là mình thích những cái nhà vườn vậy hơn. Ngắm cho đã.
Ôi, tiếp tục đi các bạn. Làng hoa Sa Đéc. Những mùa hoa. Băng xe bên phía tay phải. Rồi. Coi bộ mà đi quay hết cái làng hoa này hả? Chắc mấy tiếng. Sứ Thái. À, sen đá, bán hoa kiển. Ở đây. Gọi là Tết sớm ở Sa Đéc các bạn ha. Ôi, nó đẹp gì đâu. Dừng đi ngắm hoa thì nhiều. Đấy, Úc Sa Băng mà kia nữa rồi. Đẩy lên. Ok. Úc Sa Băng. Này. Vô luôn. Bán hoa kiển. Ngoài sao trồng hoa quá trời. Một loại cây hơi lạ lạ. Đẹp quá. Chào chị. Làm việc luôn tay luôn. Mùa này là coi như phải làm suốt chị ha. Là dâng hương sắc cho đời. Tết về sớm ở Sa Đéc. Nhà nhà trồng hoa mà. Ở đây tạo hình con rồng hả? Hoa trang. Rồi, vô. Có em Kiki đang lắc cái lắc. Rồi. Tìm một bò giấy. Không, Linh ơi, thôi đứng này đi thay vì thuộc dược với Violet để chị mua này, chị tặng cho Linh hai chậu, Linh về Linh trồng hai chậu này. Mình đi ra. Ở đây có cái hoa này, mình không biết cái hoa gì. Rồi, đi qua kia. Bên kia là vương quốc của các loại sứ. Một xe, hai xe, ba xe. Quá trời xe chạy qua. Anh Trang lại nữa. Ôi, qua được rồi. Đây, hoa sứ các bạn. Mấy cây đẹp là mấy cây bên đây nè. Mình không mang hành lý nặng, chắc mình vác vài cái về. Đi giữa hoa sứ và hoa dạng họ. Đi khéo tránh nè, tránh đụng hoa. Thơm quá. Hoa dạng họ. Đây các bạn.
mình quay dưới trời nắng chỗ này mắt mình bị lóa luôn các bạn, không có nhìn thấy màn hình nha, có thể sẽ hơi bị mờ đó ở những chỗ. Đây, quẹo một vòng. Đây, không. Thơm ơi là thơm luôn vậy. Người đi làm video là người đón mùa xuân trước. Tiếp tục đi. Ở đây một cây hoa giấy gốc cổ thụ. Đó. Rất là lớn. Ơi. Đi tiếp thôi. Xe hơi đậu ngay chỗ này ngó mình đi quá. Là hoa sa đéc, hoa vừa cạn. Cây thiên tuế. Ồ, nơi trưng bày kỷ lục hoa Việt Nam hả? Hay gì đây? Mình sẽ đi qua bển. À, lại quẹo qua. À, thôi. Nhìn nhà đã ghê luôn vậy. Thấy toàn hoa không? Ây da, gốc rộng rồi. À, trở lại góc hẹp nha. Chị có điện thoại hay đang chặt vô cho xin không? Không, không chạy ra đây chính chị à? Đúng rồi chị nha. Không làm cái điện thoại bán cho dễ vậy? Em đi làm, cái này chỉ bán phụ cho má thôi. À, bán phụ cho má thôi hả? À, vậy hả? Kêu má sắm cho cái điện thoại nữa. Có điện thoại mà không có xài. Ồ, vậy hả? Có điện thoại mà gọi, gọi biết là không ai gọi, cái đó cắt luôn 2 triệu. À, vậy hả? Thôi, vậy mừng. Nó gọi nhiều quá mệt lắm. Không biết các bạn nghĩ sao, thực ra là tài khoản Facebook mình cũng có, nhưng mà thực sự mình rất ít sử dụng. Đó lý do tại sao mà có một số bạn hỏi mình về Facebook, thì thực ra là Facebook của mình là dành cho người thân trong gia đình. Và thực sự là những người bạn học chung thời trung học phổ thông. À, mình không có sử dụng nhiều các bạn ơi. Sử dụng mạng xã hội nhiều đôi khi cảm thấy rất là nhức đầu. Không thích sương si với đời. Sống một đời với hoa đi. À, để thời gian làm nhiều chuyện. À, đẹp quá ha. Nhà nhà trồng hoa. Trời ơi. Đôi khi mình nói là mình đi du lịch khắp Việt Nam á, cứ muốn là ở một tỉnh có một căn nhà. Từ Đà Lạt, Nha Trang về tới miền Tây. Tiếp tục đi. Đây là chiếc xe lớn. Đây. Dạ đẹp. Mình đón Tết sớm không? Khu tham quan ẩm thực cút mâm xôi. Chắc vô trọng trả tiền quá. Vậy đó quay là 5 trọng. Vậy hả? Vậy thôi, quay làng được rồi. Quay làng nữa hả? À, con thấy cái làng mình đẹp rồi. Còn ba cái dựng tiểu tiết đó con không quan tâm lắm. Con thích cái cuộc sống đời thường nha nè. Bác cũng trồng hoa luôn hả bác? Năm nay làm ăn được không đó bác? À, năm nay corona mà nhiều người đâu có tiền đâu mà chơi hoa. Khổ à. Nhưng ít ra tao nói là cũng sống được không quá. Tạm
tạm được. Cũng tạm hả? Mà năm nay là cái gì là bán lai rai thôi. Không phải như bán như mọi năm trước. Dạ. Khách cũng đến ít đúng không ạ? Dạ. Nhưng bây giờ còn từ đây tới đó còn khoảng độ 7-8 ngày nữa, hy vọng là nhiều khi nó có sự thay đổi. Có không? Chẳng là thương lái hay là cái dạng như chuyển hoa về Sài Gòn rồi đó. Không có luôn hả? Wow. Ví dụ như cái chỗ đó được, không chế lại được cũng đỡ ha. Dạ. Giờ cái người này đồn kia đồn giết rồi mình cũng ít giết theo. À, dạ. Nghe cái tiếng đồn không giết mình sợ nữa mà. Hồi à, dạ corona đó hả? Tôi cũng đi bán rồi có ở nhà đâu. Dạ. Không biết sao nữa giờ. Ừ. Như vậy là năm nay giá hoa có tăng có giảm gì không bác? Không ấy gì không. Nha. Dạ. Cái gì nó cũng lên giá. À. Phân bón lên giá đúng không ạ? Giá hoa phải lên luôn. Phân trồng này cũng lên giá nè. Dạ. Hoa đẹp quá trời. Mấy ngàn bao. Dạ. Cái hoa rẻ lắm. Ừ. À, trong kia là khu tham quan ẩm thực cúc mâm xôi, nó làm cho một cái to đùng đúng không ạ? Trời, năm chục vậy, vô bi. Dạ thôi. Con bye bye nó luôn. Tại vì con thích cái kiểu gọi là làng thực sự như vậy nè. Đó, mình đi cuộc đời mà nguyên cái làng trồng hoa không coi đi vô coi cái dạ không, con thích ba cái giả tạo vô, ý là vườn hoa hồng vô chưa? Vườn hoa hồng chưa? Chưa. Có tính tiền phí không cô? Vô tính. Vậy hả? À, ở đây là mỗi nó lập ra một cái tính tiền mình đó hả? Ừ, tính. Dạ thôi thì con không chơi đâu. Con cảm ơn bác nhiều nha. Dạ. Bây các bạn nào mê theo kiểu như Đà Lạt mà check in những cái gọi là cái khu du lịch á thì các bạn có thể ghé qua đây nha. Còn bản thân mình thì mình không có mê những cái này. Bây giờ đây là cả một cái làng hoa rồi thì không có gì lý do gì mà mình phải bỏ tiền vô để mình check in cái này. Đối với mình là vậy nha. Đó các bạn thấy đó, chủ yếu là khu trò chơi thôi. Còn cúc mâm xôi thì họ làm một cái to hết, tốn 50.000 thôi, không chơi đâu. Rồi mỗi người sở thích ha. Bạn nào thích check in thì vô trỏng. Mình đi tiếp. Đấy. Đi nói chuyện với người dân trong làng mới vui. Đây. Rồi, ở đây gọi giờ là bây giờ là bán sinh tố, bán đủ thứ. Có hết. Đây. À, đây, đó cúc mâm xôi. Có em ngồi thu tiền vé rồi. Này đi. Này. Nghề bắt thang cũng chán ha. Một năm buôn bán mà. Chào chú. Người miền Tây chào một cái cười. Giữ xe 5.000 đồng trong nhà. Vì cho thuê dù. À, cho thuê dù để đi chụp hình. Hiểu rồi. Thôi không cần. Đây. Mình đi quay cho hết cả làng hoa Sa Đéc. Thôi nó tuốt sang kia nữa kìa. Qua đây tắt. Đây. Chuyển đài ngắm làng hoa, khu hoa viên. Một cái đài ngắm làng hoa nữa. Đây là khu vực đài ngắm làng hoa. Đó, đài ngắm hoa vườn Kỷ Ngọc Lam. Đây. Bạn nào thích lên trên cao ngắm cứ việc vô. Chắc phải trả phí quá. Mình thích đi bên ngoài vậy nè. Đây. Vậy bán hoa kiển. Vô xe vô. Giữ xe 5.000 đồng. Nói chung cái cách họ làm trong trọng cũng hay. Nói chung có điểm để cho các bạn trẻ check in chụp hình. Công bỏ ra cả năm trồng hoa. Hoa trang. Đây.
Đó, mình giới thiệu điểm các bạn xem ha. Ở bên phía trong là rất nhiều dù, mấy cây dù, rồi có cái đài ngắm hoa. Đấy, bạn nào thích lên đài ngắm hoa thì mua vé dự. Tiếp tục đi. Chiếc xe. Một chiếc xe đậu, một chiếc xe chạy qua. Đây. Nhà trồng hoa, lập hoa. Con chào bác. Thưa chú. Hoa bằng C. Dạ. Đi chụp hình với chú. Con ở Sài Gòn hả cô? Dạ. Cái này của nhà mình luôn hả cô hay là mình? Cái này của nhà. Dạ. Cái này là giờ mình có thương lái họ đến lấy luôn hay sao, hay là mình bán ở đây thôi cô? Lấy đến lấy. Dạ. Bằng C. Coi việc từ sáng tới tối là dạo này là bận rộn ha. Năm nay bác bao nhiêu tuổi rồi bác? Dạ bà là bác tết rồi, nó 72. 72 hả? Dạ. Vậy có phải là trồng hoa chắc có 50 năm hơn không? Trồng chắc là hai mấy năm rồi. Từ nhỏ tới lớn, hồi đó tới giờ. Dạ. Đóng luôn, từ đó tới giờ còn khách thùng thứ tay luôn tới giờ. Dạ. Đó là thời của anh đó, em đang nói là thời của bác á. Là bác là chắc cũng được mấy chục năm trồng hoa bác hả? Dạ. Nay tôi 45 tôi trồng bông này không rồi đó. Vậy hả? Ừ. Wow. Đẹp ghê á. Rồi, con cảm ơn bác, con đi ha. Dạ. Đừng có chụp ảnh gửi bả đi Trung Quốc. Dạ. Cô là đi Mỹ chứ đi Trung Quốc làm gì? Tóc bạc trắng luôn, nhìn giống như là ôi cái tóc bác đẹp quá trời. Dạ rồi con đi. Dạ. Cơm chiên gà xôi mỡ. Có cơm chiên gà xôi mỡ kìa. Thôi bộ này không bán hoa này, bán cơm chiên. Đây Ngọc Trang. Rồi xe vô nhiều quá. Như vậy mình đi tới đây là coi như là từ cổng chào đằng kia qua tới cổng chào bên đây các bạn. Vẫn còn tiếp tục có nha. Tiếp tục đi. Đấy, các xe tải vô mua hoa hả? Từ của thương lái. Nhộn nhịp. Không phải nhộn nhịp, hồi nãy bác nói không nhiều lắm. Ê, cái hoa này trắng trắng tím tím, mình thấy nó rồi mà không nhớ tên gì. Đấy nè. Rồi. Lên hàng. Cúc. Cúc là nhiều nhất. Rồi qua đây. Cũng cúc luôn.
lướt qua đây các bạn. 4 giờ 30 phút chiều. Mình ghi hình một loạt luôn ha, từ Vĩnh Long rồi qua tới Long Xuyên rồi Châu Đốc, Cần Thơ, đâu đâu cũng thấy hoa. Hoa wow, đổ nguyên đẹp dữ vậy. Đi qua đi qua. Ồ chỗ này quá đẹp. Ê, đằng kia nó chuyển cây tắc kìa. À. Muôn vàng sắc hoa. Ôi, cái hoa này nó cầm rực luôn. Chào chú. À, đẹp quá. Nè. Rồi, để mình quay cận cảnh một bông cho. Đó, bạn thấy không? Tiếp sang hàng bên kia. Ôi, xe chở tắc không biết có chở về Sài Gòn không. Đó, chỗ này là muốn kẹt xe rồi. Wow, này của làng hoa Sa Đéc và ngay giờ phút này các bạn khá là nhộn nhịp. À, chỗ này là họ đang chở tắc đi đâu đó. À. Sợi vô, sợi vô. Hoa tắc. Chuẩn bị chở đi đâu đó. Ồ, cái quýt nè, quýt hồng hả ta, quýt hồng ở Lai Vung. Rồi, tiếp tục. Vườn hoa. Hy vọng là mình đã mang đến mùa xuân cho các bạn xem kênh của mình ha. Hình ảnh Việt Nam 2021, mùa xuân hoa Tết Sa Đéc. À.
Thôi đi tiếp thêm một đoạn nữa các bạn, xem như thế nào. Thực sự mà nói là cái đợt này mình đi miền Tây từ Tiền Giang qua Vĩnh Long, Trà Ôn, rồi Cần Thơ, Long Xuyên, Châu Đốc, Chi Tôn, suốt ngày là ở ngoài đường và cái áo là nói chung là ướt hết mồ hôi các bạn, ướt đẫm mồ hôi luôn. Không nhận đi Đà Lạt sướng, mắt lạnh. Hey, trong đây họ đang tưới bông. Đi qua, đi qua, đi qua. Khoái cái cảnh này nè. Đó. Cái này nó mới đời thật. Đó. À, bên trong đẹp quá. Đôi khi người ta không hiểu rằng thực ra mà nói là du khách họ đi tìm cái thật chứ không phải là những cái tạo ra để chụp hình. Mà thực ra nếu mà nghệ thuật sắp đặt mà tạo hình tốt thì cũng ok. Tuy nhiên ở nhiều nơi ở Việt Nam mình chẳng hạn như mà nó Đà Lạt đi, họ làm những công trình chẳng hạn nhà nước thang lên thiên đường, quán cà phê nào cũng làm như vậy, làm mà biết thấy chán, không có gì gọi là đặc sắc. Đánh quá. Cảnh này đẹp quá luôn. Rồi, tiếp tục đi vô. Chào các bạn. Chào chú. Wow, tưới hoa đã ghê. Mà tưới mạnh vậy cái nó có hư hoa không chú? Không hả? Wow. Ở đâu đi vậy? Còn ở Sài Gòn á. À, đẹp quá. Dạ dạ dạ, để con đi ra. Quay được cảnh này đẹp quá trời luôn. À. Con đi tham quan tiếp vô kia chú ha. Dạ. Tiếp tục đi các bạn. Ở đây chú trồng hoa sứ nữa nè. Mình đang giữ một loạt cái video luôn. Mình không biết là nên đăng cái video nào đầu tiên. Tại video nào cũng hay cũng đẹp hết. Gọi là cái mùa Tết này đi đâu cũng tuyệt vời. Tắt. Ai, các bạn nhìn qua kia. Tiếp tục. Rộng lắm luôn á cái vườn của chú. Ở bên kia tưới hoa nữa kìa. Đào cả hai cái tay. Không có đường đi vô. À có. Sợ nước. Bên trong có mở nhạc các bạn ơi, mình có vô. Ở đây nghe tiếng nước nè. À, mới vừa tưới bông xong. Các bạn nghe thấy không? Và dưới ánh nắng mặt trời ha. Chuẩn bị là khoảng độ gần 5 giờ gì đó rồi, hoàng hôn. Và vẫn còn sặc sỡ thế này nè. Đó. Có chim nữa. À. À, con chim nhỏ biết các bạn thấy không? Mình không dám đến gần sợ nó bay. Đó. Đó, nó bay rồi đó. Rồi, trở lại. Đây, những cái lá cây này động nước nè. Một màu đỏ. Xanh xanh đỏ đỏ.
và chúng ta tiếp tục đi các bạn. Làng hoa thực sự rất là lớn nha. Mấy đứa bé. Rồi. Đây là loại hoa gì đây? Không biết tên hoa này. Vệ sinh 5.000. Ở đây đi vệ sinh 5.000 ha. Vườn hồng. Wow. Mấy cái bông hồng bên kia đẹp quá. Chờ xe đi qua mấy bạn. Rồi. Bông hồng đẹp quá trời không. Con chào cô. À đẹp thiệt. Rồi. Ở đây mình bán nước mía hả cô? Dạ cho con ly ấy. Vừa bán nước mía vừa trồng hoa luôn. Đây cúc hồng xôi. Ồ giờ bác trồng hoa nhìn mình trẻ hơn các bác thiệt luôn á, cái gương mặt á với cái tóc á. Ồ để con quay mấy cái hoa hồng rồi con ăn uống nha. Đây kế bên. Wow. Ôi cái hoa hồng này nè. Cái lúc mà nó tươi hết chắc đẹp lắm á. Chờ một xíu coi. Nhìn cả vườn hồng dưới ánh nắng. Đó rực luôn. Trời ơi. Hồi nãy mình thấy gương mặt của chú giống như là một thanh niên vậy đó. Rồi. Đây hoa sứ nữa. Vườn hồng. Đây có cái vườn kiển. Không biết cái hoa gì. Ủa sao có hoa sắc pháo đây. Hoa này biết hoa gì đây. Tưng chùm tưng chùm tưng chùm. Ở đây các bạn có thấy cây gì không? Cái cây này hơi lạ đúng không? Nó thực sự rất là quen. Đây là cây tắc nè. Ở đây gọi là hạnh lộc thôi cho cô hả? Cái lá như là lá của cẩm thạch vậy đó. Có trái nữa nè. Mà trái tắc cũng hơi lạ lạ một xíu. Đây mình quay các bạn xem. Dạ. Và cái chín cũng vàng đúng không ạ? Nó có màu vàng, màu xanh xanh. Dạ vàng sọc hả? Dạ vàng sọc chứ không phải là vàng đều. Đó các bạn. Đây cái lá đó nè. Cái trái đó nè. Hạnh lộc. Chưa? Rồi bây giờ mình mới ăn trưa nè, 5 giờ rưỡi chiều. Ở đây là hủ tiếu bà Năm Sa Đéc, một tô khô, một tô ướt. Miền Tây thì có hủ tiếu Mỹ Tho và hủ tiếu Sa Đéc ha. Bà Năm Sa Đéc, sản phẩm hữu cơ truyền thống.
Đây góc đường các bạn. Ghé vô, ghé vô, ghé vô. Vậy bà năm Sa Đéc hồi xưa là mẹ của cô hả? Không, cô người làm. Ờ, cô người làm á. À. Cô chủ này là hơi cháu. Dạ, dạ, à là cháu, dạ. Một tô bao nhiêu tiền vậy cô? 70, 80. Hả? Một tô 70, 80 ngàn lận hả? Đây các bạn, 70 ngàn, có giá của 70 ngàn nha. Đó, phần hủ tiếu khô. Thấy không? Đây, mình quay phần hủ tiếu trước. Vị lớn luôn. Đó. Rồi, qua tới bên đây. Bên đây các bạn sẽ thấy nè. Một con tôm lớn. Mình em dùng cái mũi múc lên cái phần đó mình. Phần tôm, ok. Đó tôm càng á. Đây, phần thịt. Còn có là đỏ hai phần thịt, hai phần xương thịt. Là cá. Gì ở đây? Thịt à. Sơ xíu. Sơ xíu. Nhiều lắm. Nhiều, trứng nữa. Rồi. 70 ngàn, còn đáng giá 70 ngàn không? Wow. Rồi, qua cái cổ chủ con Bình nè. Đây, con Bình nè. Đó. Rồi. Thành gần thôi. Nó cũng vậy à. Vậy à. Có rau, có chanh, có ớt. Nãy mình nghe 70 ngàn hơi táo quả. Người thấy cái này ok các bạn. Và mình đã ăn xong cái cọng hủ tiếu các bạn. Cọng hủ tiếu dai nha, lớn hơn bình thường. Là lớn hơn ở Sài Gòn. Ở Sài Gòn thấy cọng hủ tiếu dai nhỏ nhỏ hơn. Nhỏ dai. Và nó trộn chung với sốt như là tương cà chua hay sao á. Vị chua chua ngọt ngọt à. Cái phần thịt miếng giống như là xá xíu ăn được à. Cái viên này giống như viên chả cá mà trong nó như có phô mai vậy ăn được. Riêng cái phần mà thịt này nè thì mình thấy hơi bị khô. Chả cá bình thường các bạn à, không phải là chả cá Thác Lát nha. Không biết là loại cá gì thôi à. Nước lèo được à, ngọt thanh. Thì mình thấy là cái phần này nó được cái là nó kết xù, nó nhiều thịt. Rồi nó có thêm con tôm càng nó lớn thôi. Bây giờ mình sẽ ăn luôn cái phần tôm càng và đánh giá luôn nha. Riêng cái phần ớt thì cay. Và nhân viên nói chung cái người bán thân thiện. Đây, phần thịt thịt sườn nó hơi bị khô nè. Đó. Thực ra là kỳ này mình đi Sa Đéc là chủ yếu là mình đã quay cái làng hoa thôi. Mình không có dự kiến là sẽ quay ẩm thực nhiều lắm. Cho nên là không có nghiên cứu nhiều các bạn. Hồi xưa giờ mình ghé qua Sa Đéc thôi chứ không có ở lại. Gần như là không ở lại. Rồi, mình đã ăn xong cái con tôm các bạn. Phần đủ con tôm nha, tôm tươi. Và có phần tép nở ngon. Rồi, các bạn có thể đến đây thử nha. Thử hủ tiếu bà năm Sa Đéc nổi tiếng một thời. Làng hoa Sa Đéc còn nữa các bạn nha, nhưng mình nghĩ là mình ghi hình vậy thôi. Rồi các bạn tự đi khám phá nha. Đấy. Ngày mai mình trở về Sài Gòn. Chúc hoa hồng các bạn. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp nha.